Tiêu rồi nha. Cái tội chừa cho cố vô. Bánh ra chín. Chân đâu rồi? Còn cái chân đó. Khó. Đúng rồi, anh không biết nữa. Ví dụ là cái này là nó cong theo, nó chỉ kéo cái này xuống rồi ba cái này nó cứ cuốn lại thôi. Ví dụ em chỉ làm vậy thôi, nó có làm được cái hình như thế không? Anh thử coi.